Sao cậu thẫn thờ đứng vô, ở đây vô, đặt vô. Sao không vô trỏng chơi? Rồi tôi đặt lẹ. Ông không thấy tôi chơi hết tiền rồi hả? Còn đâu mà chơi? Rồi mở nha. Đánh bạc giống như đi buôn vậy đó. Phải có nhiều vốn. Muốn gỡ gạt không? Tôi cho mượn. Nhưng mà tôi không có nhân nhị gì hết á. Không lẽ cậu về nhà cậu đem của tôi không về cho vợ hả? Tôi cho cậu mượn, cậu vô cô gỡ gạt lại, cậu sẽ trúng lớn. Bữa nay mặt cậu sáng lắm, tôi nói thiệt. Đem tiền về cho vợ, lúc đó mà tha hồ mà được vợ cưng chịu, cậu ra đường cậu quên quán vậy nè, không ai dám coi thường cậu hết. Cậu nghe biết lời rồi, tôi đi. Nhưng gỡ được, được gỡ được. Nhưng lỡ tôi cho cậu mượn, cậu đừng lo gì hết á. Đi vô đây tôi cho cậu mượn. Ừ, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Để luôn. Dạ dạ. Đây, đây, chơi đi cậu. Đặt lớn trúng lớn, đặt lớn trúng lớn nha. Đặt mạnh vô, đặt mạnh vô nha. Đấy, chẳng nữa nè. Chẳng. Lẹ, lẹ. Đặt mạnh vô cậu, đặt mạnh vô, đặt mạnh vô. Hay quá. Tiếp, tiếp đi, tiếp, tiếp, tiếp. Đây, đặt vô, đặt vô, đặt mạnh vô, đặt mạnh vô. Đặt vô, đặt vô. Đặt đi, cái mặt cậu còn sáng lắm á. Vô đi. Đặt vô đi. Hết luôn. Lẻ, lẻ, chặt lẻ. Chặt lẻ, hay quá trúng rồi. Chặt, chặt, chặt. Lẻ, chặt, lẻ, 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 chặt, chặt. Để đi cậu, có gì đâu. Thắng thua là chuyện bình thường mà. Chặt. Đó, đó, cuối nha. Chặt, 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 chặt. Lẻ. Hai ông anh hên thiệt ha. Tiếp nữa rồi. Hên thiệt. Rồi đặt tiếp đi, tiếp đi. Tổng cộng ở đây là 30 lạng bạc. Nhớ 3 ngày sau trả cho tao đi mày. Ừ. Dạ. Đi, đi nhanh. Đi. Hết tiền chơi mày. Dạ. Bấm đi, bấm đi, bấm đi. Ông chủ, sao ông chủ vẽ cho cái thằng đó mượn tiền quá vậy? Tới 30 lượng bạc lận á. Không phải là bạc của ta. Ừ. Mà của người á. Nhờ ta đưa bạc cho hắn để đánh. Cái thằng nó sướng dữ vậy ta? Đánh bạc mà có người cho tiền đánh. Đồ ngu. Ở đời á, không ai mà cho không cái thứ gì hết á. Nó ngu á thì nó ráng mà nó chịu. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trần Trung Kỳ Án phần 2 vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.